Na Vệ Ramani Sikha Abadang Sama Diya Me. Con xin vâng dự điều học là cô y tránh xa sự dễ vui uống rượu và ca chặt sai. Vika là khô chana Vệ Ramani Sikha Abadang Sama Diya Me. Con xin vâng dự điều học là cô y tránh xa sự ăn sai giờ. Nà chả ghi tả qua đi tả quy su ca đa san nam ma la gan tha vi lê ba na tha ra na măng na 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 quy phu sa đa tha na vệ đa ma ni sức khả ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa sự mua hát thổi kèn đờn, xem mua hát nghe đờn kèn trang điểm thao vật thơm rồi phận và đeo trạng hoa. Uất cha sa ya na ma ha sa ya na vệ ra ma ni sức khả ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Y măng áp hằng ca sa măng na ga tăng bút tháp bình nhà tăng u bồ sát thăng y măng cha ra tình y măng cha đi qua sang sầm ma đi qua a thi ra khi tâm sa ma di gia ma. Chúng con xin thọ trì bạc hoàng trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật ca giáo truyền, hầu để vân dự hành theo cho được trong sạch trong ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Imani atthasika padani upo satasi lawasena iman charateng iman chadiwasang sa tukang katuang apamadena samarakitapang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải năm mươi dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Amapante, và chúng con xin vâng. Sile na sugatin yon ti sile na po kasam badai sile na niputin yon ti tasmai silang wiso ha yen. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhâm niết bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thu lành thai Uất ta măng ghê na quanh đê hăng ba đạo phẳng sông và ruột ta măng Bụt thể vô khả lì tổ đô sơ bụt thơ khả mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất ta mạng ghê nào quanh đê hăng thầm anh cha đức quý thần và rằng thầm mê vô khả đi tô đô sâu thầm mô khả mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất ta mang ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đu vi thơ ta mang sẵn khê vô khả đi tổ đô sơ sẵn khô khả mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con.
Suvatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddhahai nupavena sadasothi bhavantu te suvatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa thammam nupavena sadasothi bhavantu te suvatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa sanghahai nupavena sadasothi Phật hoàn tụ tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người. Sa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cây liền kiếp sau, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác lần sau cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thấy chúng sanh phải oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si đạo sanh, nguyện dạy căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Aka satha chapum matha de wanaga mahitika bụn nhân nô anu mô đan thì kỳ răng đặc khan tu sa sa năng. Akasatha chapumattha devanaga mahitika bunyang no anumodan tikirang rakhan tu no garu. Akasatha chapumattha devanaga mahitika bunyang no anumodan tikirang rakhan tu nya tayo. Akasatha chapumattha devanaga mahitika bunyang no anumodan tikirang rakhan tu ba ni no. Akasatha chapumattha tha đệ vanaga mahitika bệnh nhân no anu mô đan thì chỉ rằng đặc khanh bưu no sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, ma địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, động vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ bước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Kiều Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhược Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhược Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ trì hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư Tôn Đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài pháp của ngày hôm nay. Dạ Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá,
Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiền nam tín nữ, thiền hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong cầu vượt ngôn 352. Trước khi bước vào đề tài này, thầy xin phép được tán dương ơn đức tam bảo Lê Tịnh A Tế Giá Sa Quân Đà Mi Bụt Thù Ma Hệ Sì A Răng Tát Thà Gá Tô Lô Cú Tá Mô Sá Bá Gá Rù Hí Chệ Thá Cô Lô Cá Sá Sá Thà Chá Lá Đầm Mó Cụ Quý Đồ Quần Đà Má Hành Tầm Nó Rá Phù Chá Này Gia Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Vật Ý Thức Không Đau Sinh Bằng Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng Tôi Thượng Giao Chủ Phi Năng Vô Lượng Tư Đế Ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường tham mô bát đề bồ tát ta sa sát tu nô lô ca nó mình phá sâu na ca rô cô sắp bành nhu bút thấp bát đề phù thi sàn nhã tu hoàn đà ma hành tầng nó ra phù cái này giác cần pháp bảo với như anh bạn như lai soi sáng quẹt màn phổ minh phá tan lầm lạc chúng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sanh khô với số thô chú ca ta sa sa quốc cô sét kha chú ca mô quốc ca thầm ma sét kha cô nình đà bát sanh sa di a na đa rô wa rô văn đà ma hành tăng na ra phù cha này giác tăng tăng bảo trên văn phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thiểu pháp phàm nhân ai vị con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường rất tận áp tây gia đề chề nó sẽ xà mê ê tu quá tha nàng ta xà bí à nú phà quê nó sẽ hạ xà dê nó sẽ trả tụ cậu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bụt Thầy nhé. Phần tán dương ân tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 352. Quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Câu Phật ngôn 352. Quỳ ta tần hồ anadano quỳ ta tần hồ anadano quỳ ta tần hồ anadano câu đầu tiên bây giờ qua câu số 2 ni rút ti ba đắc cô quý đồ ni rút ti ba đắc cô quý đồ Nirottibadakko Vido. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Vì ta tần hồ anadano Nirottibadakko Vido. Vì ta tần hồ anadano Nirottibadakko Vido. Vì ta tần hồ anadano Nirottibadakko Vido. Tí bá đắc cô quý đồ. Bây giờ chúng ta qua câu số 3 và câu số 4. Ác khá ra năng sanh ní ba tăng. Ác khá ra năng sanh ní ba tăng. Ác khá ra năng sanh ní ba tăng. Câu số 4. Nhà bốp ba ra na ba ra ni cha chan nhà bốp ba ba ra ni cha chan nhà bốp ba ba ra ni cha bây giờ chúng ta ôn lại câu 3 câu 4 akha ra nang san ni ba tang chan nhà bốp ba ba ra ni cha
kha ra nang san ni ba tang san nha búp ba ba ra ni cha ak kha ra nang san ni ba tang san nha búp ba ba ra ni cha. Bây giờ đến câu 5 và câu 6. Sa về anh tí mắt sa ri rô. Sa về anh tí mắt sa ri rô. Sa về anh tí mắt sa ri rô. Câu số 6. Maha panyo maha purikso tí vô chati. Maha panyo maha purikso tí vô chati. Maha panyo maha puriso divocati. Chúng ta ôn lại câu 5, câu 6. Sawe anti maksariro maha panyo maha puriso divocati. Sawe anti maksariro maha panyo maha puriso divocati. Sa về anh tí ma sa ri rô ma ha pan nhô ma ha pu ri so ti vô cha ti. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Quỳ ta tành hồ anna đà nô ni rô ti ba đa khô quỳ đồ ác ca ra nàng tần ni ba tần chân nhà bốc ba ba ra ni cha sa quê ăn tí ma sa ri lô ma ha pan nhô ma ha pu ri so ti vô cha ti. Ngọc lại quỳ ta tành hồ anh à đà nô ni rô ti ba đa khô quỳ đồ ác ca ra nàng sanh ni ba tăng sanh nhà bốc ba ba ra ni cha sa huệ anh ti ma sa ri rô ma ha pan nhô ma ha pu ri so ti vô cha ti. À, đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai: Quỳ ta tần hồ anh na đà nô ni rô ti ba đa khô quỳ đồ ác kha ra nàng sanh ni ba tăng sanh nhà búp ba ba ra ni cha sa huệ anh ti ma sa ri rô ma ha pan nhô ma ha pu ri so ti vô cha ti. Quỳ ta tần hồ anh na đà nô ni rô ti ba đa khô quỳ đồ akara nang san ni ba tang chan nya buk ba ba ra ni cha sa we an ti ma so ma sa ri ro ma ha pan yo ma ha pu ri so ti vô cha ti. Như vậy thì trong cách đọc chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta đọc nguyên một bài. Cách thứ hai chúng ta đến trường âm cuối câu số 2 chúng ta nghỉ. À, tức là câu 1, câu 2 chúng ta nghỉ, rồi chúng ta tiếp câu 3, câu 4, câu 5, câu 6. Như vậy thì hơi sức của chúng ta có thể bảo toàn ha. À, như vậy thì bây giờ trong cái dòng kinh là như vậy. Bây giờ dòng kể như thế nào đây? À, tùy duyên ha. Bởi vì ở đây có câu cái giọng dài, có câu giọng ngắn, à, chứ không đồng đều. Nhất là câu cuối cùng thì nó dài quá. Rồi thì chúng ta cứ theo âm điệu 4-4 ha. À, quý vị nhớ âm điệu 4-4. Quý ta tanh hô a na đà nô ni rôn ti ba đà cô quỳ đô akhara nang san ni ba tang chan nya búp ba ba ra ni cha sa we an ti ma sa ri ro ma ha pan nyo ma ha pu ri so ti vu cha ti. Vi ta tan ho a na da no ni ro ti ba da ko vi do akhara nang san ni ba tang chan nya búp ba
bhagani cham sawayanti masaviro mahapanyo mahapuriso tivuchati. Đọc lại lần nữa ha. Quý ta tân hô anadano nironti ba đa cố quý đô ấn khả ra năng sanh ni ba tân chân nhâm bốc ba pa ra ni cha sa vê an ti ma sa ri rô ma ha pa nhô ma ha pu ri sô ti vô cha ti. Như vậy thì quý vị cố gắng ha, đọc một lần hai câu ha, đừng đọc từng câu một, bởi vì từng câu một nó không bổ sung cái âm giọng mà và ý nghĩa xúc tích, thì hai câu nó có ý nghĩa hơn là chúng ta đọc từng câu một ha. Rồi bây giờ tôi nghe tới phiên của quý vị. Chị Kim hồi nào cũng đưa tay trước hết ha, muốn giúp cái giải can đảm ha. Rồi mời chị Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tư nữ và quý Phật tử. Giải căng đảm, con không dám mà. Giải liều mạng thì có. Con thấy sư nay sư đọc cái câu này hả? Hay với sư, sư đọc quá hay đi. Sư hơi, sư tốt với sợ, 6 câu luôn. Sư đọc một hơi luôn, 2-3 lần vậy. Bái Phật sư đó, đúng là sư phụ mà. Còn thấy con mời sư uống trà, sư uống nước trà, uống cà phê, sư sư nghỉ mệt coi mấy tụi con đọc kinh cả trả bài. Sư con thấy bữa nay sư khỏe đó, hồi lần trước con thấy sư không khỏe đó, sư không khỏe mà như là gì, như là sư có nhiều chuyện trong cái đầu sư lắm á. Sư nói xong cái sư giao máy, sư chạy mất. Cảm ơn quý vị đã cho âm thanh nghe rõ. Wow, kỳ này âm thanh nghe rõ quá. Sao 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7 người luôn. Cái này lần trước mà quý vị đọc, quý vị phân tích gáo trội chân rồi. Bây giờ làm lại một lần nữa ha. Làm lại một lần nữa cho nó kỹ đó. Dạ, con xin đọc kinh kệ và phân tích câu pháp cú 352, đúng rồi, 352 về ký sử về Ma Vương. Ma Vương ghê lắm. Dạ con đọc à. Quỳ tá tăng hồ ana đà nô ni rút ti pha đa khô vi đô ác kha ra năng sang ni pha tăng chành nhà phúc pa pa ra ni cha sa quê ăn ti ma sa ri rô ma hà panh nhô ma hà phu ri sô ti quắc cha tí. Câu 1 câu 2. Quỳ tá tăng hồ a na đà nô ni rút ti pha đa khô vi đô. Phân tích. Quỳ trường âm thông thường, tá đoạn âm, tăng trường âm ngắn, hồ trường âm thông thường, á đoạn âm, na đà nô ba trường âm thông thường, đó là câu số 1. Câu số 2. Ní đoạn âm rút trường âm ngắn, tí phá đá ba đoạn âm, khô trường âm thông thường, quý đoạn âm, đô trường âm thông thường. Câu 1, câu 2 đọc lại. Quỳ tá tăng hồ a na đà nô ni rút tí phá đá khô vi đô. Câu 3, câu 4. Ác khá ra năng sang ni phá tăng chành nhà phúc phá phá ra ni cha. Ác khá ra năng sang ni phá tăng chành nhà phúc phá phá ra ni cha. Ắc trường âm ngắn, khá đoạn âm, ra trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang trường âm ngắn, ní đoạn âm, pha trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4. Chanh trường âm ngắn, nha trường âm thông thường, phúc trường âm ngắn, bá phá hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, ní chá hai đoạn âm, đọc lại ba câu 3 và 4. Akkara năng sang ní pha tăng chành nhà phúc pa pha ra ní chá. Câu 5, câu 6. Sa quê ăn tí ma sa ri rô ma hà panh nhô ma hà phu ri sô tí búc chá tí.
Xá đoạn âm quê chữ âm thông thường, ăn chữ âm nhắn, tí má hai đoạn âm, xa ri rô ba chữ âm thông thường. Câu 6, má đoạn âm hai chữ âm thông thường, banh chữ âm nhắn, nhô chữ âm thông thường, má đoạn âm hai chữ âm thông thường, phú rí hai đoạn âm, xô chữ âm thông thường, tí đoạn âm, quất chữ âm nhắn, chá tí hai đoạn âm. Đọc lại nguyên, đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài lại. Sa quê ăn tí má sa ri rô, má hà pành nhô, má hà phú rí xô, tí quất chá tí. Quỳ ta tăng hồ a na đà nô ni rút tí phá đá khô quý đồ ác khá ra năng sẵn lý phà tăng chành nhà phúc phá phá ra. Gì vậy? Đọc lại. Sao cái danh mở vậy ta? Quỳ ta tăng hồ a na đà nô ni rút tí phá đá khô quý đồ ác khá ra năng sẵn lý phà tăng chành nhà phúc Papara ni cha sa quê ăn tí ma sa vi nô ma ha pan nhô ma ha pu ri so tí bút cha ký chành nhà phúc papara ni cha chành nhà phúc papara phúc papara đúng rồi chành nhà phúc papara ni cha sa quê ăn tí ma sa vi nô ma ha pan nhô ma ha pu ri so. Ok, xong rồi, tưởng nó nhảy chữ chứ ha. Tại cái chữ này ngộ ha. Hai chữ phá phá phải chuyển vô cho nó rõ cũng khó. Dạ con đọc kệ à. Kinh giờ kệ. Quỳ ta tăng hô a na đa nô đi rục ta ti phá đa khô quý đô a kha ra năng sang ni phá tăng chành nhà phúc ba phá ra ni cha sa quê ăn ti ma sa ri rô ma ha phan nhô ma ha phú ri sô ti vụt cha ti quỳ ta tăng hô a na đa nô ni rục ti phá đa khô quý đô ác kha ra năng sang ni phá tăng chan chan nhà phúc ba pha ra ni cha sa quê ăn ti ma sa ri rô ma ha phan nhô ma ha phu ri so ti phục cha ti. Ái lìa không chấp thủ, cú pháp khéo biện bài. Ái lìa không chấp thủ, cú pháp khéo biện tài. Thấu suốt từ vô ngại, hiểu thứ lót trước sau. Thân này thân cuối cùng, quý như vậy được gọi bậc đại trí đại nhân. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu này nói với mấy vị A-la-hán này, tứ vô ngại ngại, tứ tệ phân tích à. Dạ con xin cảm ơn sư và quý vị đã cho bông hoa. Lâu quá mới thấy ba cái bông hoa hướng dương. Dạ xin mời quý vị kế tiếp. Dạ alo alo ạ. Dạ cảm ơn Giang Nhật Hạ, cảm ơn anh Phan, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ con xin trả bài ạ. Dạ để em kéo bài xuống cũng được chị Nhật Huỳnh ơi. Quỳ ta tần hồ a na đà nô ni rút ti ba đa cô quy đồ ác kha ra nàng sằng ni bà tằng chành nhà búp ba ba ra ni cha sa quê ăn ti ma sa ri rô ma hà bành nhổ ma hà bú ri sô ti búc chát ti. Con xin phân tích ạ. Quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, na đa nô là ba trường âm thông thường, ní là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, tí bá đá là ba đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, ắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xăng là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh
là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, búp là trường âm nhấn, bá, phá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ní, chá, xá là ba đoạn âm, quê là trường âm thông thường, an là trường âm nhấn, tí, má là hai đoạn âm, sa, ri, rô là ba trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, banh là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, bú, rí là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, vúc là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại ạ. Quỳ ta tần hồ anà đà nô ni rốt ti ba đa cô quý đô ác khá ra năng sang ni ba tăng bánh nhà búp ba ba ra ni cha sa quê an ti ma sa ri rô ma ha bánh nhô ma ha bú ri sô ti vúc cha ti. Con xin kể ạ. Vì ta tân hô a na đa nô ni ru ti ba đa cô vi đô a kha ra năng sang ni ba tăng chánh nhà búp ba ba ra ni cha sa quê an ti ma sa ri rô ma ha bênh nhô ma ha bu ri sô ti búc cha ti. Vì ta tân hô a na đa nô ni ru ti ba đa cô vi đô anh khá ra năng sang ni pa tăng chánh nhà búp ba bà ra ni cha sa quê an ti ma sa ri rô ma ha bênh nhô ma ha bu ri sô ti vúc cha ti. Dạ, con đã trả bài xong, con xin xuống mic ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Thân mời Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mài, Nam Mô Sàng Khà Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin chào bài. Quỳ ta tăng hồ a na đà nô ni ru ti ba đa khô quý đồ Kara nang san ni ba tang chan nya bu pa ba ra ni cha sa we an tin an ti ma an ti ma sa vi ro ma ha ban nyo ma ha bu vi so ti wu cha ti. Wi ta tang ho anadano wi là trường âm thông thường, pa là đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, ho là trường âm thông thường, á là đoạn âm, na là na đa là hai trường âm thông thường, na đa nô là ba trường âm thông thường. Ni rút ti ba đa khô quý đô, ní là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, tí ba đa là ba đoạn âm, khô là trường âm thông thường, quý đoạn âm, đô là trường âm thông thường. Vi ta tăng hồ ana đà nô ni vu ti ba đa khô vi đồ. Câu 3, câu 4. Ác khá ra năng san ni ba tăng chanh nhà búc ba ba ra ni cha ni cha. Văn ác là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, năng là trường âm đập theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tăng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Akara nang san ni ba tăng chan nha búp ba ba ra ni cha. Chan là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, búp là trường âm nhấn, ba 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 là hai đoạn âm, ra là trường âm đọc ra là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, chá là đoạn âm. Con đọc lại: ác
Kara nang san ni ba tang chan nha bút ba ba ra ni cha. Câu 4, câu 5, 6. Sa we am ti ma sa ri ro ma ha ban yo ma ha bu ri so ti wu cha ti. Sa là đoạn âm, we là trường âm thông thường, an là trường âm nhấn, tí má là hai đoạn âm, sa ri ro là ba trường âm thông thường. Má là đoạn âm, ha trường âm thông thường, ban là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường. Má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, bú là đoạn âm, rí, bú rí là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, búp là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Sa we am ti ma sa vi do ma ha ban yo ma ha bu ri so ti wu cha ti. Dạ con đọc lại nguyên câu. Vi ta tăng hồ a na đa no ni vu ti ba da ko vi do a ka ra nang san ni ba tăng chan nhà bu ba ba ra mi cha sa we an ti ma sa ri ro ma ha ban nyo ma ha bu ri so ti wu cha ti. Dạ con xin cãi. Vi ta tăng hô a na đa no ni vu ti ba đa khô vi đô a kha ra nắng sa ni ba tăng chan nha bu ba ba ra ni cha sa we an ti ma sa ri ro ma ha ban nyo ma ha vi so ti hu cha ti. Dạ con xin cho mít lại cho về kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, kính lễ chư tăng và các cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú, câu 352. Vi ta tăng hồ a na đa no ni rút ti pa đa cô vi đồ ác kha ra nàng sa ni pa tăng chân nhà bức bắc ra ni chá sa về an ti ma sa ri rô ma ha pành nhô ma ha pu ri sô ti vút cha ti. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Vi tá tăng hồ a na đà nô ni rút tí pa đà cô vi đồ. Vi là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, na đà nô là ba trường âm thông thường, ní là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, tí pa đá ba đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, đô là trường âm thông thường. Vi ta tăng hồ a na đa no ni rút ti pa đa cô vi đô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ác kha ra nàng sa ni pa tăng chanh nhà bút pa pa ra ni cha. Ác là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chăng chanh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, búp là trường âm nhấn, bá bá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ní chá là hai đoạn âm, akara nang san ní pa tăng chanh nha búp bá bá ra ní chá. Còn phân tích câu số 5 và câu số 6. Sa quê an tí ma sa ri rô ma ha pành nhô ma ha pú hi sô tí vú cha tí. Sa là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, an là trường âm nhấn, tí má hạn âm, sa ri rô ba trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, pành là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, pú rí là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, vút là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá tí là hai đoạn âm, sa quê an tí ma sa ri rô ma ha pành nhô ma ha pú ri sô tí vút chá tí. Con xin đọc lại câu 352. Vi tá
tăng hồ anada no nirutipada ko vido akara nang sa nipa tăng chanh nhà bút pháp para nicha sa huệ antimasa viro maha panyo maha puriso tivuchati. Con xin đọc kệ ạ. Vita tăng hồ anada no nirutipada ko vido akara nang sa nipa tăng Chanya pupa paranicha sawe ante masariro mahapanyo mahapuisoti uchate vita tangho anadano nirutipada kovido akaranang sanipatang chanya pupa paranicha Sawe ante masariro mahapanyo mahapuisoti vuchate. Dạ con xin hết ạ. Con xin có gì xin sư sửa cho con ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Cảm ơn sư Tuyệt Quỳnh đã post bài. Dạ con xin xuống mic nhiều bạn kế tiếp ạ. Alo 123. Quý vị đọc rất là chuẩn, tuy nhiên cũng vẫn bị sai một từ. Xích Hà ha, Xích Hà phân tích rất là rõ ràng ha, nhưng mà đọc á thì lại sai một từ, đó là cái từ gì? Xích Hà còn nhớ không? Câu số 5, Sa Huệ Anh Tí Ma Sa Ri Rồ ha. Cái chữ Antimasariro thì Xích Hà phân tích rất là đúng. Nhưng mà đọc á, Antimasariro, chữ rí chứ không phải là chữ rí ha. Xích Hà chính là chỗ này ha. Phân tích thì rõ ràng, chính xác. Còn Xích Hồng Mai ha. Xích Hồng Mai biết sai chỗ nào không? Chữ cuối cùng, Vút Cha Tí, chữ vút Cha Tí. Thì chữ vút này nó là một trường âm nhấn, chứ không phải trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và chữ vút Cha Tí này á, thì Xích Kim, Xích Kim, cái xích mà cái vị mà đoạt được cái giải Liều Lĩnh á, chúng tôi tặng ba kình hoa á, thì chữ vút Cha Tí này đọc thành là quắc Cha Tí. Chữ vút mà đọc thành chữ quắc Cha Tí. Rồi không sao, chỉ có sai có một từ á. Xích Hồng Mai cũng một từ ha, Xích Hà cũng một từ ha, Xích Kim cũng một từ ha. Bây giờ tiếp tục mời Xích niệm từ. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính lạy lạy sư trí đức, con kính lạy chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lạy cô tu nữ từ duyên và con lạy với bà cũng cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho và con kính lạy sư Pháp Trang vừa mới vào đạo tràng ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết âm thanh rõ, tín hiệu rõ. Dạ niềm từ xin dạ con xin phân tích và đọc và kể câu Pháp Cú 354 ạ. Câu số 1 và câu số 2. Quy tá tân hồ anadano niruti padasko kido uido. Quy tá tân hồ anadano niruti padasko uido. Dạ con phân tích câu số 1. Vi là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, na, đa, nô là ba trường âm thông thường. Và câu số 2, ní là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, tí, bá, đá là ba đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm và đô là trường âm thông thường. Dạ, bây giờ con phân tích đọc và phân tích câu số 2 và câu số 3.
Akhara nang sannipatang chanya buppara nicha. Ak là trường âm nhấn, khá là trường âm thông thường, ra là ak là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, ni là đoạn âm, ba là trường âm thông thường và tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, chanh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, bức là trường âm nhấn, bá rá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, mí chá là hai đoạn âm. Dạ, bây giờ con đọc và phân tích câu số 5 và câu số 6. Sa quê anh tí ma sa ri rô ma ha bành nhô ma ha bú ri sô tí vút chá tí. Sa là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, anh là trường âm nhấn, tí má là hai đoạn âm, sa ri rô là ba. Con mô bích tha giá, con phân tích không biết tới đâu rồi, con không có nhìn thấy nhìn dạ dạ thấy á dạ nhân gian nhật hạ nghe lại bài nhật hạ có biết là niệm tự phân tích tới câu số mấy rồi không? Dạ câu số 4 ha sít Kim Nhung. Dạ cảm ơn sít Giang Nhật Hạ và cảm ơn Kim Nhung. Dạ câu số 4, chanh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, bức là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, bá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ní chá là hai đoạn âm. Câu số 5 và câu số 6, sao về anh tí ma ra ri rô ma sa ri rô ma ha bành nhô ma ha bu ri sô tí vút chá tí. Dạ, xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, anh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, má là đoạn âm, sa ri rô là ba trường âm thông thường. Câu số 6, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, banh là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường. Má là trường âm, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, bú rí là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ, không biết đạo tràng còn nghe phân tích của niệm từ không? Dạ, cho niệm từ xin được. Dạ, cảm ơn sư Kim Dung. Dạ, vậy là niệm từ đã phân tích hết nguyên câu, hết nguyên câu 306 câu rồi, phải không sư Kim Dung? Dạ, thì bây giờ niệm từ xin đọc lại câu pháp cú 352. Quy tá tân hồ anada no nirut ti ba da ko vi do akkhara nang sannipatang chanya buppara nicha sawe an ti ma sari ro maha banyo maha buri so ti vuccati vita tanho anadano nirutti ba da ko vi do akkhara nang sannipatang chanh nhà búp pa ra ni cha sa vệ anh ti ma sa ri rô ma ha bành nhô ma ha bu ri sô ti vút cha ti.
Dạ, bây giờ niệm từ xin kệ câu pháp cú 352 ạ. Vita tân hô anada no niruti ba da ko vi do akara nam sanyi ba tam chanya buppa barani cha sawe anti masari ro mahapanyo mahabhuvi soti uccati vita tanho anadano niruti bada kovido angkaranam sannibatam chanya puppa bari chanya buppa parani cha sawe anti masari ro mahapanyo mahabhuri soti uccati. Dạ, con đã phân tích cho và đọc xong, con có sai mong ngài sửa lời giùm con ạ. Dạ, cứ rất là cảm ơn đạo tràng. Bây giờ xin mời bằng tay của Giang Nhật ạ. Dạ, con kính cảm ơn cô Tuệ Duyên. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 352 và phân tích. Vì ta tàn hồ anà đà nô ni rút ti ba đa cô quý đồ ác khá ra năng sàn ni bà tăng chàn nhà búp bà bà ra ni chát xa quê an ti ma sa ri rô ma hà bàn nhô ma hà bú ri sô ti vút chát ti. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Vì ta tàn hồ anada no niruti badako vidô. Vì là trường âm thông thường, tá đoạn âm, tàn trường âm nhấn, hồ trường âm thông thường, á đoạn âm, na da no là ba trường âm thông thường, ni đoạn âm, rút trường âm nhấn, tí ba đá là ba đoạn âm, cô trường âm thông thường, quý đoạn âm, đô trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. Akhara nang san ni ba tang chan nya búp ba ba ra ni cha. Dạ, ak là trường âm nhấn, khá đoạn âm, ra trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, ni đoạn âm, ba trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chan trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, búp trường âm nhấn, bá bá là hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, ni chá là hai đoạn âm. Và câu số 5 và câu số 6. Sa quê an ti ma sa ri ro ma ha ban nyo ma ha bu ri so ti wu cha ti. Và sa đoạn âm, quê trường âm thông thường, an trường âm nhấn, ti ma là hai đoạn âm, sa ri ro là ba trường âm thông thường, ma đoạn âm, ha trường âm thông thường, ban trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, bú rí là hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, tí đoạn âm, vút là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại. Vì ta tàn hồ anada no niruti badako vidô akhara năng san ni ba tăng chanya búp
Pabara nichasa we antimasa riro mahabanyo mahaburiso tivuchati. Dạ con xin kệ. Vita tanho anadano niruti badako vido akharanang sanibatang chanyabupa baranicha saweanti masariro mahabanyo mahaburisoti vuchati. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ, nếu có sai con xin nhờ sư sửa giùm cho con. Dạ, con xin mời cô Thanh Hoàng. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã báo bài. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng của các cô tu nữ, con kính đảnh lễ quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 352 ạ. Vì ta tàn hồ anada no niruti bako vidu akhara nang sanipa tang chanya pupapara nicha sawe anti 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 masari ro maha panyo maha puriso tivuchati. Vì ta tàn hồ anada no niruti padako vidu akhara nang sanipa tang chanya pupapara nicha sawe antisam masari ro maha panyo maha puriso tivuchati. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Vita tan ho anadano. Vi là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nadano là ba trường âm thông thường, ní là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, tí pá đá là ba đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, yo là trường âm thông thường, ác là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh là trường âm nhấn, na nha là trường âm thông thường, púp là trường âm nhấn, pá bá bá pá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ní chá là hai đoạn âm, xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, ăn là trường âm nhấn, tí má là hai đoạn âm, sariro là ba trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, panh là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, pú rí là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, vúc là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm ạ. Dạ con xin đọc lại cả bài ạ. Vita tan ho anadano niruti padako vido akhara nang sanipatang chanya upapacara nichasa we antimasari ro maha panyo maha puriso tivuchati. Vita tan ho anadano niruti padako vido akhara nang sanipatang chanya pupapara nichasa we anti samari ro maha panyo maha puriso tivuchati. Dạ con xin hết ạ, con xin ngài sửa cho con ạ. Con kính tri ân ngài và quý đạo tràng ạ. Con xin xuống mic, con xin mời tịch tâm ạ. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ quý sư Pháp Trang và con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 352. Dạ, con
Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Quỳ ta tành hồ á nà đà nồ, ní rút tí bá đan khổ quý đồ, ách khá ra nằng sành ní bà tằng chành nhà bút bá ra ní chá xá quê ảnh tí má má xà rì má má xà rì rồ má hà bành nhồ má há bút trí sồ tí quốc chá tí. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 và phân tích ạ. Quỳ ta tành hồ á nà đà nồ, ní rút tí bá đá khổ quý đồ. Dạ, quy là trường âm thông thường, tá là trường âm tá là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, hồ là trường âm thông thường, á là đoạn âm, na đa nô là ba trường âm thông thường, ní là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, tí phá là hai đoạn âm, đá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc câu số 3, câu số 4. Ách khá ra nằng sành ní bà tằng chành nhà bút bá ra ní chá. Ách là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sanh là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chanh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, bút là trường âm nhấn, bá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ní chát là hai đoạn âm. Dạ con xin đọc câu số 5, câu số 6. Xá quê ảnh tí má ra má xà rì rồ, má hà bành nhồ, má há bút rí sồ, tí quốc chá tí. Dạ, xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, anh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, má là đoạn âm, xa ri rô là ba trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, banh là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thường, bú rí là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, quốc là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ con xin đọc lại hết nguyên câu ạ. Quỳ ta tành hồ á nà đà nồ, ní rút tí bá đá khô quý đồ, ách khá ra nằng sành ní bà tằng chành nhà úp bá ra ní chá, xá quê ảnh tí má ra má xà rì rồ, má hà bành nhồ, má há bú rí sồ, tí vút chá tí. Quỳ tá tành hồ á nà đà nồ, ní rút tí bá đá khô quý đồ, ách khá ra nặng sành ní bà tằng chành nhà bút bá ra ní chá, xá quê ảnh tí má ra má má xà rồ, má hà bành nhồ, má há bú rí sồ, tí quốc chá tí. Dạ con cũng xin thử kệ luôn. Quỳ ta tên hô à na đa nô ni ru ti pa đà cô quý đô, thật
hạt kha ra năng xà ni ba tăng nhân na bu pa ba ra ni cha xà quê anh ti mà xà đi rô ma ha ban nhô ma bu ri so ti vun cha thi. Dạ thưa con, xin ngài chỉ cho con cái nào con sai ạ. Dạ xin đạo sư chàng có con có sai gì đạo chàng chấp lên cho con biết ạ. Dạ con kính tri ân ngài và quý đạo hữu và các cô tu nữ. Dạ con xin xuống bích nhường cho vị kế tiếp ạ. Dạ con xin kính chào, con xin đảnh lễ ngài Chí Đức, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu, con xin phân tích câu bằng vì nha. Quy tát tăng hồ anà đà nô ni rút ti ba đá cô quy đồ. Quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, na, đa, nô là ba trường âm thông thường. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin phân tích cách đọc câu pháp cú 352, câu 1, câu 2. Vì tát tành hồ á na đà nô đi rút ta đá cô ví đồ. Vi là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, na, đa, nô là ba trường âm thông thường, ní là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, tí, bá, đá là ba đoạn âm, cô là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, đô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Vì ta thành hồ á na đa nô ni rút ti ba đá cô ví đô. Câu 3, câu 4. Kha ra năng tăng ni pa tăng chanh nha bút a bác và ni cha. Ác là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xanh là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, bút là trường âm nhấn, bá thá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ní chá là hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Akha ra năng sanh ni pa tăng chanh nha bút pa pa ra ní chá. Câu 3, 5, câu 6. Sa về anh ti ma sa ri ro ma ha panh nhô ma ha puri so ti vuk cha ti. Sa là đoạn âm, V là trường âm thông thường, anh là trường âm nhấn, tí, má là hai đoạn âm,
sa, ri, rô là ba trường âm thông thường. Má, bản âm. Ha, trường âm thông thường. Phanh, trường âm nhấn. Nhô, trường âm thông thường. Má, bản âm. Ha, trường âm thông thường. Bú, rí là hai đoạn âm. Xô, trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Phúc, trường âm nhấn. Chá, tí, hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 5, câu 6. Sa về anh ti ma sa ri ro ma ha panh nhô ma ha pu ri so ti vuk cha ti. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 352. Vì ta tành hồ á na đà nô ni rút ti ba da cô vi đô. Ác khá ra năng tành ni phá tăng chanh nhà búc ta ta ra ni cha sa về. Anh ti ma sa ri ro ma ha panh nhô ma ha pu ri so ti vuk cha ti. Dạ con đã đọc xong, con có sai, con xin sửa, xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, mời Sít Tina cầm mít ạ. Dạ, cô Tuệ Duyên ơi, cô Tuệ Duyên ôn bài chưa? Nếu cô Tuệ Duyên chưa ôn bài, Nhục Bình kính mời cô. Chị Tina rất nít rồi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, thưa con. Dạ, thưa con kính đảnh lễ Tam Bảo, kính đảnh lễ Chư Tăng Ni, kính đảnh lễ Sư Trí Đức và toàn thể anh cô chú anh chị trong nhóm. Dạ, thưa con xin đọc. Quý ta tăng hồ anadano niruti pa dako vito akkaranang sanipatang janya pupa paranicca sawe anti masariyo maha panyo maha puriso tibhutchanti vita tangho anadano niruti pa dako vido akkaranang sanipatang janya pupa paranicca sawe anti masariyo riro ma ha panyo ma ha puriso ti uccati. Dạ sư con xin phân tích quý ti trường âm thông thường, ta đoạn âm, tăng trường âm nhấn, hô trường âm thông thường, đoạn âm, na da no ba trường âm thông thường, ni đoạn âm, rút trường âm nhấn, tí ba da ba đoạn âm, khô trường âm thông thường, vi quý đoạn âm, đô trường âm thông thường, ác trường âm nhấn, kha đoạn âm, ra trường âm thông thường, năm trường âm giọng nguyên âm, sang trường âm nhấn, ni đoạn âm, pa trường âm thông thường, tăng trường âm động đọc theo giọng nguyên âm, cha trường âm nhẫn, na nha trường âm thông thường, phu trường âm nhẫn, papa hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, richa hai đoạn âm, sa đoạn âm, quê trường âm thông thường, an trường âm nhẫn, tiết má hai đoạn âm, sa ri rô ba trường âm thông thường, má trường đoạn âm, ha trường âm thông thường, pan
trường âm nhấn, no trường âm thông thường, ma đoạn âm, ha trường âm thông thường, puri hai đoạn âm, so trường âm thông thường, ta xin lỗi tí đoạn âm, vút trường âm nhấn, cha tí hai đoạn âm. Dạ thưa con xin thử kệ. Vi ta tan ho anada no niruti pa da ko vito angka lanang santi patang janya pupa paranicca sawe anti masariyo mahapanyo mahapuriso niruti. Dạ thưa con cảm ơn. Dạ, alo, alo, Đạo Tràng có nghe âm thanh tự nhiên rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh, cảm ơn, dạ, cảm ơn Đạo Tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào Đạo Tràng, dạ, bây giờ để không mất thời gian, tự nhiên xin phân tích và đọc câu Pháp Cú số 350. Vì ta tần hồ anna đà nô nít rút ký bá đắc cô quý đô. Vì là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tần là trường âm, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, na đà nô ba trường âm thông thường, ní đoạn âm, rút trường âm nhấn, tí ba đá ba đoạn âm, cô trường âm thông thường, quý đoạn âm, đô trường âm thông thường. Đoạn 3 và 4. Ắc khá ra năng san ni, ắc khá ra năng san ni ba tăng, ắc trường âm nhấn, khá đoạn âm, ra trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san trường âm nhấn, ní đoạn âm, ba trường âm thông thường, tăng trường âm giọng nguyên âm, chanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, bất trường âm nhấn, bá bá hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, ní chá hai đoạn âm, ắc khá ra năng san ní ba tăng chanh nha búp bá bá ra ní chá. Đoạn 5 và 6. Xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, an trường âm nhấn, tí má hai đoạn âm, âm sa ri rô ba trường âm thông thường, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, panh trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, bú rí hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, tí đoạn âm, quất trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, sa quê an tí masari ru maha banyo maha buddhiso bud maha buddhiso tí bud chá tí. Vì ta tần hồ anadano ni rút tí badako vidô ắc khá ra năng san ni ba tăng chanh nha búp ba ba ra ni cha sa quê an ti ma sa re ro ma ha ba nhô ma ha bu ri so ti bu cha ti. Bây giờ tự nhiên xin kể.
Vi ta tăng hô a na đa nô di ru ti pa đa cô vi đô ác kha ra năng san ni ba tăng chánh nhà bấp ba ba ra ni cha sa quê anh ti ma sa đi hô a ha ban nhô ma ha bu di so ti vô cha ti ti ta tinh hô a na đa nô di ru ti pa đa cô vi đô ác kha ra năng san ni ba tăng chánh nhà bấp ba ba ra ni cha sa huê an ti ma sa di ro ma ha banh nhô ma ha bu di so ti vô cha ti. Dạ, tuy nhiên đã phân tích, đọc và kể. Nếu có sai chỗ nào, thì xin đạo tràng chỉnh sửa. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của chiếc lá mùa xuân. Dạ, kính mời chiếc lá mùa xuân ạ. Dạ, con kính lãnh lễ ngài trí đức, con kính chào quý cô tu nữ và quý sư và quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phân tích câu 352. Quy tát tăng hồ a na đà nô ni rút ti ba đà ni rút ti ba đà cô quy đồ quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, hô là trường âm thường, á là đoạn âm, na đa nô là ba trường âm thông thường, ní là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, tí bá đá là ba đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, đô là trường âm thông thường. Akkara năng san ni ba tăng chan nhà bà ra ni cha sa quê an ti ma sa huy rô ác là âm nhấn, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, năng là trong đọc theo giọng nguyên âm, san là đoạn san là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh là trường âm nhấn, na là trường âm thông thường, túc là trường âm nhấn, bá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, chá là đoạn âm, xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, âm là trường âm nhấn, tí má là hai đoạn âm, sariro là ba trường âm thông thường. Akkara nang san ni ba tang chan na bup akkara ni cha sa we antimasariro maha banyo maha buriso ti chati maha má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, banh là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, bú rí là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại từ đầu. Vi ta tan ho anada no niruti pada ko vi do ak
kha ra nam san ni ba tam chan ya pu pa pa ra ni cha sa we an ti ma sa ri ro ma ha ban yo ma ha bu ri so ti gu cha ti vi ta tăng hồ a vi ta tăng hồ a na đà nô ni rút ti ba đa cô vi đồ akara nang san ni ba tăng chan nhà bức ba ba ra ni cha sa quê an ti ma sa ri rô ma ha ban yo ma ha bu ri so ti gu cha ti. À, con xin đọc kệ. Vi ta tan ho anada no niruti ba da ko vi do akaranam sanibatam janya bumba parani cha sawe anti masariro Mahabanyo Mahaburiso Tihuchati. Nhà con đã đọc xong, con xin chúc mẹ. Nam Mô Bích Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, còn vị nào chưa trả bài không? Kính mời bằng tay quý vị ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, trong khi chờ đợi bằng tay, con xin trả bài ạ. Vì ta tành hờ á nạ đà nơ ni ruột bá đá cơ quý đô á thá rạ năng xa nhị bà tăng chạnh nha búp bá bá ra ni cá sắc quê anh tì mà xa rê rô Maha Banyo Maha Buddhiso Ti Vuot Chati. Vì ta tành hờ á nạ đà nơ ni rút ti bà ra cơ quý đô á thá ra năng sanh ni bà tăng chành nha búp bá bá ra ni chá sá quê anh ti mà sa rê rô Maha Banyo Maha Buddhiso Ti Vuot Chati. Nhà con xin phân tích câu 1 và câu 2. Quy trường âm thông thường, tá đoạn âm, tanh trường âm nhấn, hô trường âm thông thường, á đoạn âm, đa, na, nô, ba trường âm thông thường. Nãy giờ hậu chùa Phước Quang chạy ra chạy vào, hay mà có muốn đưa tay thì cho Nhật Quỳnh biết, nhà Nhật Quỳnh trả bài trước nha. Con đọc lại hai câu, câu 1 và câu 2. Vì ta tành hờ á nà đà nơ ni đút ti bát đá cơ quý đô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ách trường âm nhấn khá đoạn âm ra trường âm thông thường nao trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sanh trường âm nhấn ní đoạn âm ba trường âm thông thường tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chanh trường âm nhấn nga trường âm thông thường búp trường âm nhấn bá bá hai đoạn âm ra trường âm thông thường ní chá hai đoạn âm. Bây giờ có cần cầm mít tiền không? Không, không có quan, nếu cần thì mời hậu nghe. Có nghe con nói không ạ? Nam mô Bụt Tha Ra, Nam mô Tham Ma Ra, Nam mô Sang Kha Ra. Con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, và con kính đảnh lễ quý bà của cô tu nữ, và con kính đảnh lễ cô tu nữ Phước Hạnh và cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 352. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bắt bài. Bà.
quy ta tăng hồ anada no. Câu số 1, câu số 2. Ni rút ti ba đa cô vi đồ ác khá ra năng sần ni ba tăng. Là câu số 2. Câu số 3 là chanh nha bu ba ra ni cha xa về ăn ti ma sa ri rô sa ri rô sa về ăn ti ma sa ri rô ma ha banh nhô ma ha bu ri so so ti út cha tị. Con xin phân tích câu số 1. Quy là đoạn quy là trường âm thông thường. Tá là đoạn âm. Tăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hô là trường âm thông thường. Á là đoạn âm. Na, đa, nô là ba trường âm thông thường. Câu số 2. Ní là đoạn âm. Rút là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Bá, đá là hai đoạn âm. Cô là trường âm thông thường. Ví là đoạn âm. Đô là trường âm thông thường. Ắc là trường âm nhấn. Khá là đoạn âm. Ra là trường âm thông thường. Năng là trường âm theo giọng nguyên âm. Săn là trường âm nhấn. Ní là đoạn âm. Pa là trường âm thông thường. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chanh là trường âm nhấn. Nha là trường âm thông thường. Búp là trường âm nhấn. Bá ba là hai đoạn âm. Ra là trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. Ní chá là hai đoạn âm. Xá là đoạn âm. V là trường âm thông thường. Ăn là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Má là đoạn âm. Sa di dô là ba trường âm thông thường. Ma má là đoạn âm. Ha là trường âm thông thường. Bá banh là trường âm nhấn. Nhô là trường âm thông thường. Má là đoạn âm. Ha là trường âm thông thường. Bú dí là hai đoạn âm. Xô là trường âm thông thường. Tí là hai. Tí là đoạn âm. Vút là trường âm nhấn. Chá tí là hai đoạn âm. Đó, con xin đọc lại. Quy ta tăng tân hồ na đa nô ni rút ti ba đa cô vi đô ác khát
ra ra năng san ni ba tăng chanh nha bu búp ba ra ni cha sa về ăn ti mà má si sa dí sa sa di nô dô ma ha má ha banh nhô má ha bú dí sô ti phút chá ti. À, con xin xuống mic ạ, con đọc sai thì mới phân tích sai thì con kính mời sư sửa cho con và đạo tràng sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Sa thú, kính cảm ơn hậu chùa Phước Quang. Hôm nay cũng tiến bộ nhiều rồi. Wow, chị Metta, dạ kính mời chị. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ngài Thi Đức tại Đức Pháp Trang cùng Chư Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ tự duyên, cô tu nữ phúc hạnh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, nãy giờ con bận tay quá, không có ở trước máy. Dạ, bây giờ con nghĩ chắc con là người cuối cùng. Dạ, con cũng xin trả bài câu pháp cú 352. Quy tá tăng hồ á na đà nô ni rút tí bá đá cô quý đồ á khá ra năng san ni ba tăng chanh nhà búp ba ba ra ni cha sa huệ an ti ma sa ri rô ma ha ban nhô ma ha bu ri so ti út cha ti. Dạ, con xin phân tích. Quy, trường âm thông thường. Tá, đoạn âm. Tăng, trường âm nhấn. Hô, trường âm thông thường. Á, đoạn âm. Na, đa, nô, ba, trường âm thông thường. Ní, đoạn âm, rút, trường âm nhấn, tí, bá, đá, ba, đoạn âm. Cô, trường âm thông thường, quý, đoạn âm, đô, trường âm thông thường, ác, trường âm nhấn, khá, đoạn âm, ra, trường âm thông thường. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san, trường âm nhấn. Ní, đoạn âm, ba, trường âm thông thường, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chanh, trường âm nhấn. Na, nha, trường âm thông thường. Búp, trường âm nhấn. Bá, bá, hai đoạn âm. Ra, trường âm thông thường. Ní, đoạn âm. Chá, đoạn âm. Xá, đoạn âm. Quê, trường âm thông thường. An, trường âm nhấn. Tí, má, hai đoạn âm. Sa, ri, rô, ba trường âm thông thường. Má, đoạn âm. Ha, trường âm thông thường. Banh, trường âm nhấn. Nhô, trường âm thông thường. Má, đoạn âm. Ha, trường âm thông thường. Bú, rí, hai đoạn âm. Xô, trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Út, trường âm nhấn. Chá, tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Quy tá tanh hồ á na đa nô ni rút tí bà ni rút tí bá đá cô quý đồ. Ủa nhảy quá. Ác khá ra năng san ni bà tăng chân nhà búp bá bá nà búp bá bá ra ni chá sa huê an tí má sa ri rô má hà bánh nhô má hà bú ri sô tí bút chá tí. Dạ, con xin đọc lại lần nữa. Quy tá tăng hồ á na đà nô ni rút tí ba đá cô quý đô á ca ra năng san ni ba tăng chân nhà búp ba ba ra ni chá sa huê an tí ma sa ri rô ma hà bành nhô ma hà bú ri sô tí bút chá tí.
Dạ, con cũng xin kệ. Quỳ ta tánh hôn à na đa nô ni rút ti ba đa cô quý đô ạc khả ra năng sàn ni ba tăng chân nha búp ba bà ra ni cha xa quê anh ti mà xa ri rô ma bánh nhô ma bù ri sô ti vụt cha ti. Dạ con có chỗ nào sai thì xin Ngài sửa cho con. Dạ con xin nhường mic lại cho người khác ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị Metta, cảm ơn hậu chùa Phước Quang, cố gắng lên đi, không sao đâu, đương nhiên là phải sai rồi, nhưng mà mình học hoài là mình sẽ đúng thôi, phải không quý vị? Đừng lo chuyện sai, sợ mình không biết mình sai thôi, quan niệm của Nhật Quỳnh là như vậy, nên không có gì phải lo hết. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bích Hai giá, dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, từ bi hoan hỷ, đang đàn chờ đợi để cho chúng con được học từ vựng và duyên sự câu pháp của kinh sở 352. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con cung thỉnh Ngài Trí Đức ạ. Ngài cho con một tín hiệu và con kính nhân bích đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sân Thầy. Sa thú, hôm nay quý vị rất là tuyệt vời. Sự tiến bộ của Sĩ Tina ha, mới đến với đạo tràng. Đọc trôi trái ha, vẫn còn gấp tí xíu, nhưng mà như vậy là cũng thành công. Hôm nay Sĩ Thiện Vũ ha, Sĩ Thiện Vũ rất là rõ ràng. Thông suốt ha, tức là không có bị vướng, không bị bất chỗ nào. Chứ thiền vũ chiếc lá mùa xuân mà thấy nó qua mùa thu rồi, hay là bị ảnh hưởng của đại dịch làm sao mà thấy chiếc lá mùa xuân mà thấy chẳng có mùa xuân tí nào á. Ai xa thủ đa số là quý vị bị bất ở chỗ này. Tức là chúng ta đọc một lần hai câu, đừng có bao giờ đọc từng câu một. Đọc một lần hai câu, nếu mà đọc từng câu một thì cái ý nghĩa nó không có hòa quyện lẫn nhau. Dòng kinh cũng vậy, dòng kệ cũng vậy. Quy ta tành hồ á na đà nô ni rô ti ba đa cô quy đồ. Dòng kinh quý vị cũng nên đọc như vậy ha. Quy ta tần hồ anna đà nô ni rô ti ba đa cô quy đồ akara năng san ni ba tăng chan nhà phúc ba ba ra ni cha sa về an ti ma sa ri rô ma ha pan nhô ma ha pu ri so ti vô cha ti. Nếu mà dòng kinh cuối câu số 2 nó là trường âm thì chúng ta được nghỉ, còn nó không phải là trường âm thì chúng ta cũng phải chạy sao cho nó hết. Chúng ta phải đọc cho nó chạy luôn hốt câu ha. Còn ở dòng kệ thì đây là một cái bài kệ tương đối dễ, 4 bốn, thì quý vị cũng nên đọc một lần hai câu, đừng có bao giờ đọc kệ mà đọc từng câu một ha. Quý vị phải đọc kệ từng câu một ha, nghe nó kỳ lắm. Nghe nó kỳ lắm. Quý ta tánh hô na đà nô ni rô ti ba đa cô quy đồ. Quý vị cố gắng hả. Quý ta tánh hô na đà nô ni rô ti ba đa cô quy đồ. Quý vị cố gắng đọc một lần hai câu nè, thì cái giọng kệ chúng ta nghe nó lên nó xuống,
chứ đừng có bao giờ đọc từng câu một ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Câu Phật ngôn 152. Alo, quý vị còn nghe không? Chữ Quy Tá Tanh Hồ à, câu này với câu 151, à 351 nó cũng giống nhau ha. Quy Tá Tanh Hồ do hai từ, chữ Quy Tá và Tanh Hồ. Quy Tá à, ý nghĩa của cái từ quy tá, nó trong cái dạng quá khứ quan từ, có nghĩa là đã đi khỏi. Quy tá là đã đi khỏi. Tanh hồ do cái từ tanh ha. Tanh ha là một danh từ trung tính. A kalan tanh nam pung sắc lệnh ga. Tanh ha có nghĩa là ái dục. Vậy thì hai từ này à, quy tá tanh hồ, ái dục đã lìa hay là không còn ái dục? Quy tá tanh hồ, quy tá tanh hồ là không còn ái dục. Rồi từ thứ hai, anadano, anadano thì chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á có nghĩa là không. Adano do cái từ Adana. Adana nó là một danh từ trung tính. Akrantana pum sakalinga. Adana có nghĩa là nắm giữ, mang lại. Nắm giữ, mang lại. Và ở đây nó đứng làm chủ từ số ít. Bhatthama etawachana vipatti. Anadano là không nắm giữ. Không nắm giữ, không nắm giữ thì ngài hòa thượng dịch là ái lìa không chấp thủ, ái lìa không chấp thủ. Câu số 2, niruti badako vido, niruti badako vido. Câu số 2 là một cụm từ ha. Nó dài thòn lòn do ba từ cộng lại. Niruti là một, Pada là hai, Cô Quy Đô là ba. Niruti nó là một danh từ nữ tính. Ý Karanta Ithi Linga. Niruti là chữ, là từ ha. Là chữ, là từ. Rồi chữ Bada nó là một danh từ trung tính. Akrantanapumsakalinga. Bada có nghĩa là câu, là chữ. Rồi Cô Quý Đô do cái từ Cô Quý Đá à, có nghĩa là thông thạo, thông thạo. Vậy thì Niruti Bada Cô Quý Đô à, thông thạo về từ và ngữ, thông thạo về từ và ngữ. Niruti Badako Vido, thông thạo về từ và ngữ. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3. Akhara Nang San Ni Ba Tăng. Akhara Nang San Ni Ba Tăng. Akhara Nang do cái từ Akhara. Akhara nó là một danh từ trung tính. Akhrantana Pum Sakalinga. Và chữ Akhara này được chia theo sở hữu cách số nhiều. Sở hữu cách số nhiều chắc thí vì phát tí bổ hữu quá trình á. Cho nên Akhara biến thành Akhara Nang của các mẫu tự, thuộc về mẫu tự hay là của các mẫu tự. Ai san ni ba tăng, san ni ba tăng
Sannibbātaṃ, đó là một danh từ nam tính là Sannibbātā, Akrantā, Kumbhinga, và nó được chia theo đối các số ít. Sannibbātā biến thành Sannibbātaṃ, sự kết hợp, sự kết hợp. Vậy thì akkhara năng Sannibbātaṃ là sự kết hợp của các mẫu từ. Rồi câu số 4 và câu số 5. Sāve antima antima sariro ha. Sāve antima sariro. Chữ sa đây là một đại từ nam tính, do cái đại từ ta, vị ấy, người ấy. Sa là vị ấy, người thôi, chỉ thanh nha hả. Chỉ thanh nha bụt bút ba ba ra ni cha hả. Rồi, xin lỗi. Chữ thanh nha, thanh nha, đây là một động từ số ít, nên biết. Thanh nha là nên biết. Rồi, búp ba ba ra ni cha. Búp ba ba ra ni. Búp ba ba ra ni. Chữ búp ba có nghĩa là phía trước. Apara, apara tức là kế tiếp. Đây là hai tính từ ha. Búp ba là một tính từ trước. Apara là cái khác hay là kế tiếp. Và hai cái từ này đi chung với nhau. Bhupapara ni có nghĩa là có thứ lớp, có thứ lớp. Có thứ lớp Bhupapara ni. Và chị cha có nghĩa là bà. Rồi, Sāve antima sariro. Chị xa có nghĩa là vị ấy, người ấy. Vị ấy, người ấy. Về là quả thật. Đúng vậy. Antimasariro. Thì antima có nghĩa là cuối cùng. Sariro do cái từ sarira. Sarira nó là một danh từ trung tính. Akranta nó cùng sakadinga. Sarira có nghĩa là cái thân xác này, cái thân. Rồi, nhưng mà nó được chia theo chủ cách số ít và thamma e kawachana vipatti, cho nên sarira biến thành sariro. Antima sariro có nghĩa là có cái thân cuối cùng, có cái thân cuối cùng. Rồi, câu cuối cùng. Mahapanyo Mahapuriso Tibuchati. Mahapanyo Mahapuriso Tibuchati. Mahapanyo do hai từ Maha cộng với Panyo. Chữ Maha có nghĩa là to lớn. Chữ Panyo từ nhà. Panya nó là một chân từ trung tính. Akranta nó cùng Sakalinga. Panya có nghĩa là trí tuệ. Mà trí tuệ to lớn ở đây có nghĩa là nó đứng làm chủ từ ha. Bathama ekavachana vipatti. Cho nên Mahapanyo là bậc đại trí tuệ. Mahapanyo
một bậc đại trí tuệ. Thầy Mahapuriso, Mahapuriso cũng do cái từ Maha ha. Rồi cộng với Puriso, Puriso do cái từ Purisa, đó là một danh từ nam tính. Akrantapumringa Purisa có nghĩa là người nam. Nhưng mà nó ở đây đứng làm chủ từ số ít. Bathama ekavachana vipatti, cho nên Purisa biến thành Puriso. Maha Puriso có nghĩa là bậc đại nhân. Đại nhân đừng có nghĩ là con người nó bự to lớn ha, mà đại ở đây tức là về cái trí tuệ, về vấn đề siêu việt của vị đó ha, bậc đại nhân. Và chỉ tí là sao, có nghĩa là ý tí như vậy ha, như vậy. Đây là một bất biến từ, nó đi chung với chữ Puriso thì mất đi một chữ ý, thành ra Mahapuriso tí là như vậy, bậc đại nhân, bậc đại trí ha. Rồi Pucchati, Pucchati đây là một động từ số ít được gọi. Alo, xin nhờ quỳnh kể con. Pucchati là được gọi. Rồi, câu Phật ngôn 352 cho chúng ta một ý nghĩa. Người có ái dục đã lìa, không nắm giữ thông thạo về từ và ngữ, nên biết sự kết hợp của các mẫu từ và các việc trước sau. Vì ấy quả nhiên có thân xác cuối cùng, có đại trí tuệ, được gọi là đại nhân. Người có ái dục đã lìa, không nắm giữ thông thạo về từ và ngữ, nên biết sự kết hợp của các mẫu từ và các việc trước sau. Vì ấy quả nhiên có thân xác cuối cùng, có đại trí tuệ, được gọi là đại nhân. Ngài Hòa Thượng Giới Đức là Phổ Thơ Lục Bát thế này: ái không, chấp thủ cũng không, ngữ nguyên vô ngại, xúc thông tứ từ, trước sau cú pháp nhân như biện tài, thiền xảo, kinh thư, lòng mình. Bậc như vậy quả vô sinh, vĩ nhân, đại trí tuệ minh khó lường. Wow! Ái không, chấp thủ cũng không, ngữ nguyên vô ngại, xúc thông tứ từ, trước sau cú pháp nhân như biện tài, thiền xảo, kinh thư, lòng mình. Bậc như vậy quả vô sinh, vĩ nhân, đại trí tuệ minh khó lường. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: ái lìa, không chấp thủ, cố pháp khéo biện tài, thấu suốt từ, vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau, thân này, thân cuối cùng, vì như vậy được gọi bậc đại trí, đại nhân. Ái lìa, không chấp thủ, cố pháp khéo biện tài, thấu suốt từ, vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau, thân này, thân cuối cùng, vì như vậy được gọi bậc đại trí, đại nhân. Alo, trong cái phần tự vấn, quý vị thấy có chỗ nào hơi rắc rối? Có chỗ nào rắc rối không? À, rồi bây giờ không rắc rối thì chúng ta đi vào duyên sự ha. Câu Phật ngôn 351-352. Nội dung câu Phật ngôn 351: ai đến đích không sợ lìa ái, không nhiễm ô, nhổ mũi tên sanh tử, thân này, thân cuối cùng. Và câu Phật ngôn 352: ái lìa, không chấp thủ, cú pháp khéo biện tài, thấu suốt từ, vô ngại, hiểu thứ nhất biết sao, thân này, thân cuối cùng, vì như vậy được gọi bậc đại trí, đại nhân. Hai câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên và đề cập đến ma vườn. Ma vườn thì quý vị biết có 5 loại ma ha, nhưng mà bây giờ ma vườn nào? À, ngũ uẩn ma vườn là 1 ha, pháp hành ma vườn là 2 ha,
phiền não ba vương là ba ha, tử thần ma vương là bốn ha, chư thiên ma vương là năm. Năm loại ma vương này thì Đức Phật nói đề cập đến loại ma vương nào? Alo, quý vị hãy nhận định. À, Đức Phật nói chuyện với phiền não ma vương, hay là tử thần ma vương, hay là pháp hành ma vương, cái gì, tu thân là gì, xích nhật quỳnh nói Đức Phật nói chuyện với phiền não ma vương, đó là một ý kiến trong năm loại ma vương. Còn xích kim thì nói tử thần ma vương, nói chuyện với hai ác ma này. Trong năm loại ma vương thì ở đây xích nhật quỳnh nói rằng phiền não ma vương, xích kim nói tử thần ma vương, xích kim dung nói chư thiên ma vương, còn ai nữa, còn hai ông ma nữa. Hai ông ma đó bộ đáng sợ lắm hay sao không dám đề cập. Ở đây mới nói tới ba vị ma vương thôi, trong khi đó tới năm loại ma vương pháp hành này, pháp hành ma vương rồi cả năm ông luôn hả? Không có đâu, chỉ nói chuyện có một ông mà. Mà cái ông đó thì bây giờ quý vị nghe duyên sự để biết rằng trong năm ông ma vương này Đức Phật nói với ông nào. Một lần nọ, Chư Tăng Viễn Phương, tức là ở phương xa, đến ý kiến Đức Thế Tôn nơi đại tự Chetavana. Chư Tăng về rất là đông, rồi Ngài Rahula phải nhường cái nơi ngủ của mình cho các vị tỳ khưu cao hạ. Khi mà không còn chỗ nào nghỉ được nữa, thì dân lão Rahula đến làm nghỉ trước hương thất của bậc đạo sư. Khi ấy chân lão Rahula đã chứng đạt được quả vị A-la-hán, nhưng mà Ngài chưa có một cái hạ nào hết, tức là vừa đủ 20 tuổi ha, thọ tỳ kheo, nhưng mà chưa tròn cái hạ tỳ kheo, tức là chưa có hạ nào. Lúc đó thì ma vương Vasavati nhân cơ hội này thấy Ngài Rahula nằm trước hương thấp như thế, mới nghĩ rằng cái mầm non của Samon Gotama đang nằm ở phía ngoài, còn Samon Gotama thì nằm bên. Nếu mà ta xúc chạm đến cái mầm non này làm cho y hoảng sợ, có nghĩa là ta đã xúc phạm đến Samon Gotama và làm cho y kinh hoảng. Và thế là ma vương hóa thân thành ra một tượng vương to lớn đầy hung ác, đi đến trước hương thất, dùng cái vòi quấn vào đầu của trưởng lão Rahula, rống lên những cái tiếng rống như là tiếng kêu vang của một cái loài hồng hạc. Bậc đạo sư đang an trú trong hương thất biết rằng tượng vương ấy chính là ma vương hóa thân, và Ngài mới phán bảo rằng: Này ma vương, dù cho cả 100.000 người như ngươi cũng không làm cho con Như Lai rung động được, vì con của Như Lai đã cắt lìa ái dục rồi, có nhiệt tâm tinh cần, có nhiều trí tuệ nên không còn run sợ đối với người đâu. Và khi mà nói lên như vậy thì rất là nhiều chúng sanh chứng đạt đạo quả, và riêng ma vương thì nghĩ rằng: Ồ, Sa môn Gotama đã biết ta, và ma vương đã biến mất tại chỗ. Dưới sự hai câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng đại đức mới tu Rahula, góc mình đang ở, chúng mời ra nửa đêm đến ngủ bên hương thấp, vừa đắc vô sinh kế thấy ma hóa làm voi quấn cán ngài, rống lên thê thê tiếc buồn ai Phật rằng: Con của ta không sợ, dầu cả ngàn ma đến thì oai, phân vết bốn chi đã lầu thông, không còn chấp thủ chỉ tâm không,
đại nhân, đại trí không còn sợ, mà nhát làm chi, phí uổng công. Trở lại vấn đề. Alo. À, có một đoạn nói rằng khi mà Chi Tăng về thí chủ kỳ viên đông quá, và Ngài Rau Lá phải nhường cái cốc của mình cho các vị trưởng lão. Ở đây nói rằng Ngài Rau Lá ngủ trước hương thắp của Đức Phật. À, tức là đến trước hương pháp của Đức Phật nằm nghỉ. Nhưng mà cũng có một đoạn nữa nói rằng Ngài Rau Lá đã vào trong cái phòng vệ sinh của Bậc Đạo Sư nằm nghỉ trong đó. Bởi vì coi như là ăn ngoài đông đảo ồn ào và không có chỗ ngủ để nhường cho các vị trưởng lão, thì không có chỗ phải vô trong nhà vệ sinh của Bậc Đạo Sư để mà nghỉ trong đó. Nhưng mà ở đây thì lại nói là nằm ở phía trước hương thắp của Đức Phật. Và khi nằm trước hương thắp của Đức Phật thì Ma Vương xuất hiện làm cho Ngài Rahula hoảng sợ. Nhưng mà thật sự Ngài Rahula không có hoảng sợ, bởi vì Ngài chứng đắc được thánh quả A-la-hán rồi. Và Ma Vương đến làm cho Ngài hoảng sợ đó chính là Chư Thiên Ma Vương chứ không phải Tử Thần Ma Vương, không phải là Phiền Não Ma Vương, cũng không phải là Ngũ Quẩn Ma Vương, mà chính là Chư Thiên Ma Vương. À, Sư Kim Nhung đúng. Còn mấy vị khác á, tại sợ ma cho nên nói rằng Pháp Hành Ma Vương, nói rằng Ngũ Quẩn Ma Vương, nói rằng Phiền Não Ma Vương, nói rằng Tử Thần Ma Vương. Không phải, mà đây là Chư Thiên Ma Vương. Chư Thiên Ma Vương hay thuộc lét Đức Phật lắm. Bởi vì nhiều khi á, Đức Phật khởi cái tâm lên như thế này thế kia, Chư Thiên Ma Vương mà biết thiếu được cái tâm tính con người. Nhưng mà ở đây đối với Ngài Rahula, khi mà bị con voi tượng vương á, voi lớn nó quấn vào cái trán của Ngài, nhưng mà Ngài vẫn tỉnh bơ, Ngài không sợ. Ngài không sợ, bởi vì khi mà cái nặng nó đặt xuống, thân này là thân cuối cùng, thì còn cái gì nữa mà phải sợ. Việc đã làm thì làm hết rồi, không còn cái gì nữa, cả thiện cả ác. Đối với một bậc thánh vô lậu thì coi như là chỉ còn cái ngũ uẩn thôi, chứ không còn gì hết. Cho nên cái tâm của Ngài đã đạt đến cái nơi mà coi như là đại nhân đại trí rồi ha. Cho nên Ngài đâu có sợ gì nữa, bởi vì Ngài biết được đây là cái thân cuối cùng. Vậy thì chúng ta luôn sợ vì cái gì? Vì dục tham, vì sân hận, vì hôn trầm, vì trạo hối, vì hoài nghi. Bởi vì năm cái trạng thái này, cái dục tham ấy giống như nước bị pha màu, sân hận thì giống như nước bị nóng sôi, hôn trầm thì giống như nước bị đóng rong, còn trạo hối thì giống như nước bị dậy sóng, còn hoài nghi thì giống như nước có buồn sình nó vắng đục. Nhưng mà đối với các cái vị A-la-hán thì không có run sợ nữa, bởi vì cái thân này là thân cuối cùng, bởi vì ái lìa không chấp thủ này, đâu còn chấp thủ vào cái gì nữa. Cho nên được gọi đây là bậc đại trí đại nhân. Một vị đại trí, một vị đại nhân. Khi một vị đại trí, một vị đại nhân mà gánh nặng đã đặt xuống rồi, thì Ma Vương có quậy bao nhiêu đi nữa thì vị này cũng đâu có run sợ. Dù biến thành cả một con voi to lớn quấn vào cái đầu của mình, nhưng mà đối với Ngài Rahula coi như không có chuyện gì. Quý vị biết Ngài Rahula năm đó mới tròn 20 tuổi và vừa xuất gia thì khưu, chưa có một hạ nào, thì bị Chư Thiên Ma Vương này đến coi như là tạo ra một sự khủng hoảng để hù. Nhưng mà sao hù được, hết giờ rồi mà hù gì được nữa,
Bây giờ là 6:31 ha. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được chấm dứt. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống. Dù gặp trở ngại, dù gặp khó khăn, dù gặp những phiền não chi phối chúng ta, nhưng mà chúng ta an trú vào pháp, an trú vào giới, thì chắc chắn rằng khi chúng ta thực hành đúng theo giáo pháp thì giáo pháp sẽ hộ trì cho chúng ta. Các vị long thần hộ pháp, các vị chư thiên, họ sẽ hộ trì những người có giới, những người có tâm định tĩnh, và chắc chắn rằng làm lành được vui. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin quay lực vô biên chư toàn giác độc giác và sinh văn chung hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ nguyên Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê đền sanh chóng quá chê na sô tì vô hô tụ sập bạc đà. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội cùng hữu chư thế luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Gia. Xin mời sư đồng nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ha.